Một nội dung khác trong chương địa lý dân cư của Việt Nam đó là chúng ta sẽ tìm hiểu tình hình phân bố dân cư và các loại hình quần cư ở nước ta. Để đánh giá được sự phân bố dân cư ở nước ta như thế nào, trước nhất chúng ta cần phải biết được mật độ dân số. Mật độ dân số là một con số chỉ số người trên một đơn vị diện tích. Thường thì nó có thể được tính cho một vùng, một thành phố, một quốc gia, một đơn vị lãnh thổ hay toàn thế giới. Và người ta sẽ dựa vào mật độ dân số của quốc gia đó so với mật độ dân số của trung bình của thế giới để đánh giá về số dân ở đây. Theo thống kê thì mật độ dân số trung bình của thế giới năm 2019 khoảng 52 người trên 1 km vuông. Và lúc đó mật độ dân số của Việt Nam khoảng 290 người trên 1 km vuông. Đây là con số cho thấy nước ta có mật độ dân số cao so với các nước trên thế giới. Riêng trong khu vực Đông Nam Á thì Việt Nam cũng là một quốc gia có mật độ dân số cao. Đứng thứ ba sau hai quốc gia đó là Philippines và Singapore. Ở bài học trước chúng ta biết Việt Nam là một quốc gia đông dân thứ ba trong khu vực Đông Nam Á sau Indonesia và Philippines. Nhưng trong phần mật độ dân số hôm nay thì chúng ta lại biết Việt Nam cũng đứng thứ ba, nhưng đó là sau Singapore và Philippines. Như vậy vì sao Indonesia là một quốc gia đông dân nhưng mật độ dân số lại thấp hơn các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam? Em thử suy nghĩ nha. Cô giới thiệu với các em bảng số liệu về mật độ dân số của nước ta ở các vùng miền qua các năm. Và đây là thống kê cuối cùng cho đến năm 2017. Nếu qua bảng số liệu này, các em có thể thấy được sự khác nhau về mật độ dân số giữa các vùng miền ở Việt Nam. Và theo các em có thể giải thích được vì lý do tại sao không? Mật độ dân số là một trong những tiêu chí dùng để đánh giá sự phân bố dân cư của một quốc gia hoặc một lãnh thổ nào đó. Và bây giờ chúng ta sẽ nhận xét sự phân bố dân cư ở Việt Nam. Các em có thể sử dụng bản đồ trang số 5 tập bản đồ địa lý lớp 8 hoặc hình 3.1 trang số 11 của sách giáo khoa để chúng ta nhận xét về sự phân bố dân cư của nước ta. Trên bản đồ này, màu sắc đã được sử dụng để thể hiện mật độ dân số của các khu vực trên lãnh thổ Việt Nam. Có những nơi thấp nhất là dưới 50 người trên 1 km vuông và những nơi cao nhất là trên 2.000 người trên 1 km vuông. Cô xác định trên bản đồ những khu vực có mật độ dân số từ 101 người cho đến trên 2.000 người trên 1 km vuông. Bây giờ chúng ta kết hợp với bản đồ tự nhiên để rút ra được những nơi có mật độ dân số cao thường tập trung ở những vùng hoặc miền nào của nước ta. Qua đó chúng ta có thể thấy những nơi có mật độ dân số cao thường ở vùng ven biển hoặc là ở miền đồng bằng, và chắc chắn là ở miền núi thì mật độ dân số rất là thấp. Cũng có nghĩa là dân cư của Việt Nam thường tập trung đông đúc ở vùng đồng bằng và ven biển và thưa thớt ở miền núi. Đây là tình hình phân bố dân cư không đồng đều. Trên bản đồ còn thể hiện một số đô thị có số dân rất là lớn như là thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh hoặc là thành phố Cần Thơ. Việc phân bố dân cư không đồng đều giữa các vùng, miền và các địa phương chủ yếu là do điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội. Có thể nơi đó là nơi tiếp cận việc làm dễ dàng, hoặc nơi đó giáo dục và dịch vụ y tế có nhiều lợi thế, nên dân cư thường lựa chọn nơi sinh sống phù hợp. Và đó cũng là những nguyên nhân làm cho gia tăng chênh lệch về dân số của một số địa phương và vùng miền ở nước ta. Ở nước ta cũng như trên thế giới, dân cư thường tập trung sinh sống ở hai loại hình quần cư, đó là nông thôn và thành thị. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu xem sự phân bố dân cư ở nông thôn và thành thị nước ta như thế nào. Dựa vào thực tế cuộc sống, các loại hình quần cư thường có những đặc điểm
cô giới thiệu với các em sau đây. Cô giới thiệu với các em một vài hình ảnh thể hiện loại hình quần cư nông thôn và quần cư thành thị ở nước ta. Các em theo dõi kỹ và hãy ghi nhận lại những hình ảnh nào thuộc loại hình quần cư nông thôn và hình ảnh nào thuộc loại hình quần cư thành thị để có thể trả lời cho phần bài tập sau khi học xong bài này nhé. Dựa vào bảng số liệu về số dân thành thị và tỷ lệ dân thành thị của nước ta qua các năm, em hãy tính giùm cô tỷ lệ dân nông thôn nhé. Theo kết quả điều tra dân số năm 2019 ở nước ta, thì dân số thành thị là 33.122.548 người, chiếm 34,4% tổng dân số cả nước. Còn dân số nông thôn là 63.086.436 người, chiếm 65% cả nước. Qua đó chúng ta thấy là tỷ lệ dân thành thị đã ngày càng tăng lên, nhưng vẫn chỉ chiếm 1/3 tổng dân số cả nước. Vì đó cho thấy tỷ lệ dân nông thôn vẫn còn rất là cao. Theo nghiên cứu thì tỷ lệ dân nông thôn luôn chiếm tỷ lệ cao, có thể là do Việt Nam là một nước nông nghiệp. Thứ hai, tỷ lệ gia tăng dân số ở nông thôn luôn luôn cao hơn là ở thành thị. Thứ ba, gần đây người ta thấy luồng di cư từ nông thôn vào thành thị có xu hướng giảm, vì có thể do cơ hội việc làm và điều kiện sống ở khu vực nông thôn đang ngày càng được cải thiện nhờ sự mở rộng các khu công nghiệp vừa và nhỏ, cũng như chủ trương phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Và thứ tư, đó là việc đô thị hóa ở Việt Nam. Vì vấn đề đô thị hóa cũng sẽ thay đổi số lượng dân cư ở nông thôn và thành thị. Trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, đô thị hóa là một quy luật tất yếu. Tỷ lệ đô thị hóa nó sẽ báo cho chúng ta biết tình hình phát triển của một quốc gia, một vùng hay một địa phương. Quá trình đô thị hóa có thể diễn ra theo xu hướng nhanh, chậm, khác nhau ở mỗi quốc gia, bởi nó phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện cũng như trình độ phát triển kinh tế xã hội ở quốc gia đó. Với số dân thành thị ngày càng tăng, cùng với nhiều đô thị mới hoặc là những khu đô thị mới được hình thành, nhiều đô thị cũ được cải tạo, nâng cấp, hạ tầng cơ sở v.v. cho thấy quá trình đô thị hóa đã diễn ra khá mạnh mẽ ở Việt Nam, nhất là ở các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, vân vân. Chúng ta cũng cần biết thêm một số tác động của quá trình đô thị hóa ở Việt Nam. Có những tác động tích cực như góp phần thúc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế,
góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, thay đổi sự phân bố dân cư và lao động, cải thiện tình trạng đói nghèo. Lối sống của dân cư ở khu vực nông thôn nhích gần với lối sống thành thị về nhiều mặt. Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa nhanh cũng ảnh hưởng rất lớn đến môi trường do ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp hoặc là do sự bùng nổ của các hoạt động xây dựng, khí thải từ các phương tiện giao thông cơ giới, vân vân. Sự thay đổi điều kiện sống cũng làm cho một bộ phận dân cư ở nông thôn di cư mạnh ra các đô thị, làm cho mật độ dân cư ngày càng mất cân đối giữa thành thị và nông thôn, đồng thời gây áp lực về việc giải quyết việc làm hoặc là quá tải cho cơ sở hạ tầng ở thành thị. Khó khăn lớn nhất hiện nay là hầu hết các đô thị ở nước ta đều xảy ra tình trạng thiếu nhà ở, đặc biệt là đối với dân nghèo đô thị và những người mới nhập cư vào thành phố. Chính vì thế, một số người đã bất chấp những quy định về quản lý đô thị, tự ý san lấp, lấn chiếm để xây nhà một cách tạm bợ, tùy tiện, không theo quy hoạch, gây ảnh hưởng đến mỹ quan của các đô thị. Những hình ảnh trên cho chúng ta thấy, quá trình đô thị hóa ở nước ta đang diễn ra với tốc độ cao. Tuy nhiên, trình độ đô thị hóa còn thấp. Nội dung cuối trong chương Địa lý dân cư Việt Nam là chúng ta sẽ tìm hiểu về nguồn lao động, về vấn đề việc làm và nhất là chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam. Các em xem trước các biểu đồ ở trang 15 và trang 16 sách giáo khoa.